Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app Free Fire uy tín số 1 Việt Nam. Ok, hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của sĩ kẹo. Thì ngày hôm nay kẹo mới khai trương cái shop app đó là sĩ kẹo shop.com nha mọi người. Vì do là cái shop app của mình mới khai trương nên là sẽ có khá là nhiều những cái chương trình ưu đãi dành cho mọi người nhé. Với cái shop app của sĩ kẹo thì giao diện nó đơn giản thôi. Anh em có thể là nạp thẻ ở ngay phía trên đầu nhé. Và đăng nhập thì anh em có thể là đăng nhập bằng Facebook hoặc là tạo một cái tài khoản riêng nha anh em. Lý do tại sao mà kẹo mở shop app đó là muốn cho anh em những cái fan của sĩ kẹo sẽ đảm bảo được những cái quyền lợi khi mà anh em mua app tốt nhất nha. Các bạn có thể là truy cập vào trang sĩ kẹo shop.com để mua app nha mọi người. Và đây, sau khi mà anh em đăng nhập xong thì hiện tại shop mình đang có bán hai game, đó là game Free Fire với lại game Liên Quân nha anh em. Anh em có thể là mua app giá rẻ này hoặc là thử vận may này anh em. Ngoài ra thì có cả vòng quay siêu cấp Liên Quân cũng như là vòng quay Free Fire anh em ạ. Và xin nhắc lại với anh em rằng là kẹo chỉ có một shop app duy nhất, đó là sĩ kẹo shop.com thôi nha mọi người. Và anh em mua app tại bên mình nhé, anh em tha hồ đảm bảo quyền lợi nhé. Ngày hôm nay thì kẹo bỏ tiền túi ra 1 triệu đồng, cơ bản là sẽ mua app để tặng cho mọi người nha. Ok, và bây giờ thì không để anh em phải chờ đợi lâu hơn nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với vòng quay Free Fire nha anh em. Đó, để mà quay được cái vòng quay Free Fire này, anh em đầu tiên là đã phải nạp tiền vào trong tài khoản nhá. Kẹo nãy nạp 1 triệu đồng vào nên là nó đang có 40 lượt quay nha các bạn ơi. Với cái thể lệ như nào nhỉ anh em? Tức là anh em có thể có cơ hội trúng được nick trắng thông tin này. Đấy, nick VIP này, nick trang phục hiếm này, nick nhiều súng này. Và các bạn có thể là trúng 912 kim cơ nữa cơ các bạn ơi. Ngoài ra thì anh em sẽ có được cộng 10k khi mà anh em quay trúng nhá. Đó, tức là anh em trúng cái gì thì anh em chỉ cần là truy cập vào mục tài khoản, sau đó là vào mục lịch sử vòng quay Free Fire, anh em sẽ thấy là anh em sẽ trúng tất cả những thứ gì nha mọi người. Được rồi anh em ơi, và chuẩn bị là quẩy thôi nào các bạn ơi. Đây mọi người, và kẹo sẽ quay luôn nhé các bạn ơi. Ok này, quay đều và ui, trúng luôn 912 kim cương anh em ạ. Ui đậu xanh ơi, ngon vãi trưởng các bạn ơi. Quay có một lần này trúng luôn 912 kim cương này. Lời quá nhỉ các bạn ơi, một lần quay anh em chỉ tốn có 25k mà thôi. Ui, chúc bạn may mắn hả, trời ơi, nhói lòng vậy. Quay tiếp nào các bạn ơi. Ây da, hơi buồn rồi đấy anh em ạ. Tất nhiên là anh em may mắn thì đậu xanh, lại chúc bạn may mắn nữa hả. Kẹo đang định nói với anh em là anh em nói chung là chơi thì do cái phần trăm may mắn của anh em thôi. Ui, thêm 10% may mắn hả. Ui dồi ôi, quay cái này công nhận là cũng khó ăn phết anh em ơi. Ăn được phát đầu 915 kim cương à. Ok, cố lên nào các bạn ơi. Ôi, đậu xanh, chúc bạn may mắn nhiều dữ vậy. Nhưng mà không sao cả anh em ơi, một lần quay anh em chỉ có tốn là 25k thôi mà. Nãy giờ vẫn lời nhé. Ôi, cộng 10k tiền tài khoản à. Ok, tiếp tục có máu thôi chứ ngại gì hả anh em ơi. Lại là chúc bạn may mắn nữa hả. Đậu xanh chán ghê vậy. Ok. Ôi, hơi buồn rồi đấy anh em ạ. Nãy giờ chúc bạn may mắn hơi nhiều. Nữa nào. Ok, lại cộng 10k tiền tài khoản. Không sao cả anh em ơi, có chơi là phải có chị, bây giờ khô máu nhá. Khô máu luôn, tiếp tục quay nha anh em ơi. Chơi là phải chơi đến cùng luôn nha anh em. Uầy, nãy giờ là cộng 10k tiền tài khoản cũng hơi nhiều rồi đấy các bạn ơi, không sao cả. Quay 25k mà được lại có 10k, lỗ 15k rồi. Tiếp tục nào anh em ơi. Uầy, hơi càng đấy. Kẹo quay nãy giờ hết 15 vòng quay rồi mới trúng đó là 912 kim cương các bạn ơi. Nữa nào. Đậu xanh, vẫn chưa trúng cả. À, khó nhai rồi đây anh em ơi. Ok, tiếp tục quẩy. Ngại gì mà không chơi hả các bạn ơi. Chơi là chơi, khô máu luôn nha. Bởi vì là anh em tham gia cái vòng quay này, anh em sẽ có cơ hội trúng rất là nhiều những cái giải thưởng hấp dẫn nhá. Bay 500k rồi các bạn ơi. Ok, quay nữa này. Bây giờ là lại nào anh em ơi. Úi dồi ôi, trúng luôn 912 kim cương nhé. Nữa luôn, ngại gì. Xem là có trúng hay không nhỉ. Ui dồi ôi anh em ơi, lại 912 kim cương này. Đậu xanh này, liên tiếp chuỗi 912 kim cương anh em ơi. Như vậy là dây đỏ của kẹo đã đến rồi sao. Ui ngon vậy. Có máu này anh em ơi. Cái đậu xanh này, ngon vãi trưởng. Nữa nào. Lại trúng rồi anh em ơi. Nãy giờ trúng hơi nhiều kim cương, coi như là gỡ gạc được xíu anh em ơi. Wow, đậu xanh lại chúc bạn may mắn rồi. Người ta bảo là cờ bạc ăn nhau về sau, khô máu nữa nào anh em.
cơ bản anh em biết chơi và biết điểm dừng nhé. Ok, kẹo sẽ tiếp tục quay này. Xem là bây giờ chúng ta sẽ trúng gì nào anh em ơi. Trúng đi, trúng đi, trúng đi và wow, đậu xanh, kết quả trúng nick VIP rồi anh em ơi. Ok, ngày hôm nay lên mạng thế là đủ rồi anh em ạ. Kẹo nghĩ là còn 10 lượt quay này thì coi như là mình đang còn 250k trong tài khoản. Thì mình hãy cứ để đấy nhé. Ok các bạn ơi, bây giờ là chúng ta hãy cùng xem vào lịch sử giao dịch nào mọi người. Hello anh em, và đây nó là cái lịch sử trúng của kẹo nha. Đấy anh em thấy nick game với lại mật khẩu chưa? Xíu nữa thì kẹo sẽ tặng cái ác VIP này luôn cho mọi người nhé. Ngoài ra thì nếu mà anh em trúng vào những cái giải thưởng như là trúng kim cương này, thì anh em chỉ cần là chụp ảnh màn hình lại. Đó, sau đó là anh em inbox vào page này. Và đây mọi người nhấn vào biểu tượng Messenger xong là gửi tin nhắn cho shop sĩ kẹo nha anh em. Thì các bạn chỉ cần nhắn là hai shop này, mình trúng kim cương này, thì bên shop sĩ kẹo sẽ hỗ trợ nạp kim cương vào cho các bạn nha. Anh em thông cảm bởi vì là shop app của kẹo hiện tại thì chưa có cái mục rút kim cương tự động nhá, nên là anh em sẽ phải inbox vào page như thế này. Đây, sắp tới thì mình sẽ thêm cái mục rút kim cương tự động vào cho anh em. Đây anh em ơi, và kẹo sẽ vào trong cái mục lịch sử quay thưởng này. Và đây các bạn ơi, đây chính là cái ác VIP mà lúc nãy kẹo quay trúng nha mọi người. Đó, copy tài khoản này. Mật khẩu là DTGame55 rồi nha. Ok, đăng nhập nào anh em ơi. Và các bạn hãy nhấn vào tiếp tục nhé. Ok, như vậy là đã rồi nha anh em ơi. Wow, khá là ổn anh em ạ. Mới vào thì mình có thấy là nick đang ở danh kim cương 2 anh em ơi. Và có cả cái thẻ vô cực mùa mới hình như là mở full rồi các bạn ạ. Ok ok, ngon nghẻ quá nhỉ, và thấy cả báo bóng đêm rồi anh em ơi. Đó, và đây kẹo sẽ vào xem nào. Thì cái ác này có ID đó là 704 này, 733 và 020 nhé mọi người. Đấy, như vậy là... ôi, khá là ổn anh em ơi. Rồi nha anh em. Tí nữa thì kẹo tặng luôn cái ác này cho mọi người nhé. Lúc nãy thì anh em đã biết được cái ID game với lại mật khẩu rồi phải không ạ? Đó, tí nữa cho anh em tự vào luôn nha các bạn ơi. Ôi, về phần nhân vật thì cái ác này chủ yếu là có những cái nhân vật cơ bản mà thôi. Còn những cái nhân vật ở phía dưới này đang hiện khóa này là không có nha các bạn ơi. Kỹ năng thì thật sự là cái ác này cũng chưa mở nhiều này. Ok. Và mình lượn lờ thì ở đây các bạn có thể thấy rằng là có khá là nhiều những cái trang bị cho mọi người mặc nhá. Ok, trang bị này, đây là áo nha anh em. Phía dưới sẽ là quần này. Nói chung là chỉ là những cái đồ cơ bản mà thôi. Kẹo chưa thấy là cái ác này nó VIP lắm anh em ạ, chỉ là ở cái mức bình thường thôi. Đấy là về cái phần trang phục nha. Xem là nhân vật nữ thì chúng ta sẽ có được những cái bộ trang phục gì nha các bạn ơi. Wow, cũng tương đối đồ anh em ạ. Một cái ác khá là ổn này. Cái này coi như là mình được trúng kèm tặng theo thôi à. Nãy giờ trúng kim cương ở cái vòng quay cũng hơi nhiều đấy. Có cái giây mà mình trúng gọi là 912 kim cương liên tiếp cơ anh em ơi. Đây là... ôi, ok, gói thỏ tím à. Rồi nha mọi người, mình sẽ tiếp tục vào trong cái mục trợ thủ này. Trợ thủ thì đã mở khóa cấp 3 rồi nha anh em ơi. Và mình để coi nào anh em, skin trợ thủ thì cấp 6 mới mở cơ. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào tiếp tục trong cái mục sưu tập nhé mọi người. Đó, nền này, khá là nhiều nền cho anh em thay đổi cái phong cách giao diện này. Ảnh thì cũng như vậy này. Ba lô có một vài cái ba lô thôi, cũng ổn anh em ạ. Về phần dù này, một vài cái dù. Ván lướt thì mình thấy là có một vài cái ván lướt khá là ngầu đây anh em. Vũ khí này, ui, đậu xanh này, AK hỏa kỳ lân vĩnh viễn nha mọi người. Ui dồi ôi, AK tử kỳ lân vĩnh viễn luôn này. Đậu xanh đồ ngon vãi trưởng này. Đây là một số skin súng của thẻ vô cực anh em ạ. Phía dưới này cũng là như vậy luôn nhé. Ui, nhưng mà mình công nhận là ấn tượng với hai khẩu AK kia. AK trông VIP vãi trưởng anh em ạ. Đây là những cái skin lựu đạn nha anh em. Rồi nha, mình sẽ vào cái mục hành động coi. Đã được mở 4 hành động nhá. Bây giờ thì chắc là kẹo sẽ kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.